Việt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em. Cải bắp thảo làm món này ăn ngon hơn thịt luôn. Cô chú anh chị em mình ăn chay hay là ăn mặn đều rất là ngon. Ăn chung với cơm nóng biết khi nào mới no. Món này bao hao cơm luôn nha. Hấp dẫn ghê chưa? Nếu cô chú cùng anh chị em mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn vào bếp thực hiện cách làm. Ở đây mình có một cái bắp cải thảo 700 g. Nhiều lúc mình ăn cá thịt hoài á, nó cũng ngán nữa. Cô chú anh chị em mình làm cái món cải thảo này, mình ăn với cơm ngon hơn ăn thịt cá nhiều luôn. Tiếp theo 50 g ớt sừng trâu. Loại ớt này nó không có cay. 100 g hành và tỏi. Trước tiên mình sẽ cắt cái cải thảo này ra làm đôi. Rồi mình sẽ cắt ra làm tư. Anh chị em mình có thể cắt ra làm 8 để cái bắp cải thảo cho nó vừa ăn. Ở đây Việt Nguyễn sẽ cắt ra làm 8 như thế này. Mình cắt bỏ luôn cái phần cuống. Món cải thảo này rất là đơn giản dễ làm mà ăn cơm thì lại rất là ngon nữa chứ. Giờ anh chị em mình sẽ cắt cái độ dài của cái cọng cải thảo á, chừng 4 đến 5 phân nha. Ở đây Việt Nguyễn cắt cỡ khoảng 4 phân thôi để cho nó vừa ăn. Hoặc là cô chú anh chị mình cắt xéo cái cọng cải thảo á, cứ nhỏ nhỏ như thế này là vừa rồi. Mình sẽ chuẩn bị một thau nước khoảng 1 lít. Anh chị mình cho vô nửa muỗng canh muối. Mình sẽ khuấy cho cái phần muối này nó tan ra. Anh chị mình cho cải thảo vô trong cái phần nước muối này mình ngâm. Cho vô hết luôn. Cái cải thảo mình cắt xong đó, nó sởm lên á. Anh chị mình lấy cái giá nè, đè xuống. Mình sẽ ngâm cải thảo trong nước muối này khoảng 10 phút. Tiếp theo, mình sẽ cắt cái phần ớt sừng trâu này. Nếu anh chị mình có ớt chuông á, thì mình dùng ớt chuông. Còn không có thì mình sử dụng ớt sừng trâu. Vì Việt Nguyễn thích ăn cái ớt sừng trâu này. Nó hơi the the thôi, chứ nó không có cay. Hôm cuối tuần, má Việt Nguyễn nói không có được khỏe trong người, cái lật đật chạy về Đồng Nai mà không khỏe thôi nha, còn ráng làm cái món cải thảo này nữa chứ, bày ra nữa. Má nói ngon quá chừng luôn, làm món cải thảo này ăn thôi em mốt khỏi ăn thịt nha. Hành tím cô chú anh chị mình cũng băm nhuyễn nó ra luôn. Cải thảo mình ngâm ở trong nước muối được 10 phút rồi. Bây giờ cô chú anh chị em mình vớt cái phần cải thảo này ra. Cô chú anh chị em mình cùng với Việt Nguyễn vào bếp làm cái món cải thảo này. Chay mặn mình đều dùng được, rất là ngon. Ăn cơm ăn hoài mà không biết no luôn á. Cải thảo mình ngâm ở trong nước muối rồi á. Bây giờ cô chú anh chị em mình rửa lại sạch với nước lạnh. Ở đây cải thảo mình cũng đã rửa qua nước lạnh rồi. Rửa sạch để cho nó hết cái phần muối á, nó không còn mặn cái cọng cải thảo nữa. Bước tiếp theo, mình sẽ sử dụng 1 lít nước cho vô trong cái nồi. Cho vô trong cái phần nước này nửa muỗng canh muối hạt. Muối hạt nó sẽ làm cho cái cải thảo của mình giữ được cái độ giòn nhiều hơn. Anh chị mình sẽ mở lửa nấu cho cái phần nước này nó nóng lên. Nước ở trong nồi nó cũng đã nóng và nó chỉ có sôi tim lên thôi. Lúc này anh chị mình tắt bếp luôn. Bây giờ cô chú anh chị mình sẽ cho hết cái cải thảo vô trong cái nồi nước này. Mình sẽ trụng sơ cái phần cải thảo này. Anh chị mình để khoảng 30 giây thôi. Mình đừng có để lâu quá, để lâu quá cải thảo nó mềm. Tiếp theo anh chị mình cho ớt sừng vô luôn. Trộn sơ qua cho phần ớt và cải nó đều với nhau, nó chín sơ thôi. Vớt cái cải thảo ra, cô chú anh chị mình chuẩn bị một cái thau nước, ở trong đó nó có nước đá. Mình ngâm cải thảo trong nước đá để giúp cái cải thảo của mình á, nó được giữ một cái độ giòn lâu hơn. Anh chị mình vớt cải ra ngâm nước như vậy nè.
để cái tiến trình mà cái cải thảo nó chín á, nó sẽ bị dừng lại liền. Giờ mình sẽ đi làm sốt để trộn cái cải thảo. Anh chị em mình cho vô đây 30 ml dầu ăn. Mình sẽ cho hành tím vô phi trước. Vì cái hành tím á, nó sẽ lâu vàng hơn là cái tỏi. Nên cô chú anh chị em mình cho hành tím vô phi trước nè. Hành tím nó hơi vàng. Thì lúc đó mình sẽ cho tỏi vô. Lúc này hành tím nó cũng đã hơi vàng rồi. Thì bây giờ anh chị em mình cho hết cái phần tỏi vô. Mình đừng có cho vô một lúc. Nếu mình cho vô một lúc á, là tỏi nó vàng mà hành chưa có vàng nha. Hành tỏi nó vàng rồi, anh chị em mình tắt bếp luôn. Mình sẽ cho vô đây 30 ml nước tương. Tiếp theo 2 muỗng canh dầu hào, tương đương khoảng 30 g. 2 muỗng canh tương ớt. Anh chị em mình dùng tương ớt cho vào cái nước sốt này nè. Lát nữa cái sốt của mình nó sánh đó, nó rất là ngon. 1 muỗng rưỡi canh đường, tương đương khoảng 25 g. Nửa muỗng cà phê hạt nêm, tương đương khoảng 3 g. Anh chị em mình dùng thêm 50 ml nước lọc. Mình lấy cái muỗng múc gia vị nãy á, nên cái màu nó hơi đỏ một chút. Lúc này anh chị em mình sẽ mở lửa nấu cho cái phần nước sốt này nó sôi lên. Nước sốt nó sôi rồi, mình cho vô đây nửa muỗng cà phê tiêu. Khuấy lên cho nó đều và bây giờ mình sẽ tắt bếp luôn. Anh chị em mình chờ cho cái nước sốt nó nguội rồi mình sẽ trộn cái cải thảo. Cải thảo mình ngâm trong nước đá được 10 phút rồi. Cô chú anh chị mình vớt ra luôn. Mình trụng sơ xong mình cho cải thảo vô cái nước đá này nè. Cải thảo nó vẫn còn giữ lại cái độ giòn và cái độ ngọt của cải thảo, mình ăn rất là ngon. Vớt cải thảo ra, anh chị mình để thật là ráo rồi mình mới trộn cái cải thảo. Nếu mà không có ráo nước á, cái món ăn của mình nó dễ bị lạc lắm. Cho hết cải thảo vô một cái thau hoặc là một cái tô. Anh chị em mình dùng cái nào nó rộng một chút á, để lát mình trộn lên nó sẽ dễ hơn. Giờ mình sẽ múc cái phần nước sốt này cho vô trong cái cải thảo. Anh chị em mình có thể múc từ từ cho vô rồi mình nêm. Nếu mình thấy vừa thì mình sẽ dừng lại. Ở đây Việt Nguyễn cho 4 muỗng trước rồi mình sẽ trộn lên. Nếu mà mình thấy lạc á thì mình cho vô tiếp. Mới trộn lên thôi mà thơm quá chừng luôn. Hấp dẫn lắm luôn nha. Quá chừng là thơm. Việt Nguyễn thấy nó rất là lạc nên phải cho hết cái phần nước sốt này vô nó mới vừa ăn. Cái lượng nước sốt mình làm á là nó vừa đủ cho cái bắp cải thảo là 700 g. Nhưng mà Việt Nguyễn muốn cho vô từ từ. Nếu cô chú anh chị mình mà có dùng lạc hơn á thì mình cứ cho từ từ. Còn không là mình cứ cho vô hết luôn. Việt Nguyễn thấy cho vô hết á, nó mới vừa ăn. Để cho cái món cải thảo của mình á, nó được thơm và ngon hơn, mình sẽ dùng 30 g ngò rí cắt khúc, mình cho vô. Ngò rí á, mình cho vô sau cùng. Anh chị mình chỉ trộn sơ thôi. Nếu mình trộn nhiều quá là cái ngò rí nó dễ bị dập, nó không có ngon. Lúc này món cải thảo quá trời là thơm luôn. Rắp ra dĩa, cô chú anh chị mình thấy có hấp dẫn không nè. Việt Nguyễn chưa biết là mình đặt cái tên món cải thảo này là gì nữa. Chắc là phải nhờ cô chú anh chị mình xem video đặt tên giùm nha. Món cải thảo cũng đã hoàn thành rồi. Bây giờ mời cô chú cùng anh chị em mình dùng với Việt Nguyễn nghe. Ngon lắm luôn. Quá trời là thơm. Quá chừng là hấp dẫn. Món này mình ăn kèm với cá kho hay thịt kho nữa là ngon kể gì nói. Lủng cái nồi cơm luôn quá. Cô chú anh chị mình thấy có giòn nè. Rất là vừa ăn.
Để gấp thêm một gấp nữa. Ngon quá chừng luôn. Món cải thảo chay mặn đều dùng được. Hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.